Xin chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Một tuần trôi qua mọi người có cảm thấy như thế nào? Hôm nay mọi người thấy hồng tươi nhỉ? Hồng xanh, dài mon nữa à? À hôm nay thì mình có dẫn đến một nữ diễn viên. À, trong bộ phim hình như tất cả mọi người cũng đã biết bộ phim đó rồi, đó là Nevis Đại Chiến. Thì trong đó nữ diễn viên này đóng một cái vai chính là một cô gái khờ khạo. Và để xem được là cô gái này sẽ làm gì trong ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chào đón nữ diễn viên Kim Nhã. Chào chị. Hello mọi người. Thì đúng rồi, cái chuyện đó là chuyện của Pinel, đâu phải chuyện của Thủy đâu. Bây giờ Thủy yêu cầu Hạnh gỡ hết tất cả hình ảnh cá nhân của Thủy xuống. Còn nếu không, Thủy sẽ kiện Pinel. Đừng có trách nha. Để chị không xuống nha. Khung hình đó. Dạ vâng, thì xin mời chị có thể giới thiệu đôi chút cho mình, cho tất cả quý khán giả biết ạ. Xin chào khán giả của chương trình Đông Tây Nam Bắc. Thì hôm nay Kim Nhã rất là vui khi mà đến đây được trò chuyện, vui chơi cùng với các em nhỏ. Nói chữ nhỏ là tại vì cũng nhỏ dữ lắm. Chắc Kim Nhã cũng lớn hơn chục tuổi á. Trời ơi, tự nhiên thấy sức sống rồi thấy mấy bé mình khoái quá mà. Ước gì hồi xưa mình cũng như vậy. Yeah. Rồi có năng động như vậy được. Ok, nếu mà chị muốn thì hôm nay tụi em sẽ cho chị thỏa mãn, chị thực hiện cái ước mơ đó. Hồi tin. À, hôm nay mọi người nhìn nào. Không thấy gì được. Trời. Có một điều là hôm nay cái MC là một mình kiểu này, MC. Thôi mọi người cùng về chỗ thì cảm ơn chị ạ. Dạ. Yeah. Và chúng ta vẫn vòng một được mang tên nghệ nhân đáp lễ. Vâng, trường rồi. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái gọi là mới hơn. Vì hôm nay mọi người rất là hồng, thì rất là xanh. Thì sẽ có một cái mới hơn trong một chơi này, đó chính là sẽ có vẫn là có một cái chuông ở giữa. Và DJ của em, Kenji đẹp trai. Ô, chết thì nên rồi. Quên giới thiệu em, quên giới thiệu DJ. Xin mời DJ. Xin chào mọi người, em là Kenji. Và hôm nay em sẽ phụ trách về phần âm nhạc cho hôm nay. Xin lỗi em nha, chỉ dám hôn em. Ok. Và đó, xem một cái chuông ở giữa, sau đó là DJ của em sẽ phát ngẫu hứng 15 bài hát. Nhưng mà 15 bài hát này sẽ liên quan đến những bộ phim. Hôm nay là concept phim ảnh, nhạc phim. Ngọt ngào lãng mạn. Và mọi người sẽ có quyền được bấm cái chuông đó sau khi mà DJ đếm 1, 2, 3 hoặc là 3, 2, 1. Và nếu mà chị bước trước bước đếm của DJ thì chị sẽ mất lượt. Mỗi người sẽ được trả lời một lần. Nếu trả lời sai, mất quyền. Nếu mà sau 3 lượt trả lời mà không có câu trả lời đúng thì DJ và MC sẽ công bố bài hát đó tên là gì. Dạ, ok. Thế hiểu được chơi chưa? Vâng. Trò chơi xin được phép bắt đầu. Câu đầu tiên, từ từ. Câu đầu tiên, xin mời. Gặp mặt chị. Chờ người nơi ơi. Chờ. Tranh giành, tranh giành. 3, 2, 1. Rồi, bây giờ từ. Mọi người đọc tên bài hát xong, đọc tên phim. Ủa, bắt buộc hả? Bắt buộc. Được, đúng. Ủa, rồi. Ủa, tên phim hả? Đúng. Em nhớ. Em nhớ nội dung phim mà được. Được. Em có quyền. Đi số. Thôi, mọi người đi số nè. Đi số. Là bài chờ người. Còn phim là cái gì á? Đúng rồi. Phim gì á? Em biết nha. Có tên của Trung Quốc đó. 5. Nói cái tựa chờ người là thấy sai rồi. 2, 1. Chưa để mà không? Tiếu mà, đi chơi mà. Ngồi về chỗ. Sao có lực phân phim bây giờ? 3, 2, 1. Hay quá. Xin mời Hân à. Anh ngồi nhường thôi. Dạ, đây là bài chờ người nơi ấy trong phim Mỹ nhân. Hân à đã được 1 điểm. Xin chúc mừng. Rồi. Xin mời đi chợ. Bài tiếp theo thì em muốn mọi người nghe nhiều chút xíu. Ok. Cho nên mọi người thưởng thức trước nha. Dạ, rồi. Phải lấy rồi. Ủa? Ôi Nhỏ nó trẻ, nó khỏe. Chưa. Nó quá khỏe. Đây là bài da trắng vô bạch.
và da trắng vỗ bì bạc. Rồi rồi, tiếp tiếp. Phim là Tràng Quỳnh. Chính xác. Bây giờ có câu tiếp theo. Em sẽ tìm bài nào mà để chị khách mời trả lời nha. Rồi, chị biết theo chị nhường thôi. Chị phim David Đại Chiến. Em hy vọng là chị sẽ biết. Có những lúc rồi. Đến đi. 3, 2, 1. Đây là bài Nelvis. Và với tên phim là Nelvis Đại Chiến. Đại chiến. Ok. Phải không chị? Hay quá. Đại chiến là một điểm. Wow. Rồi, nhắc tới việc thi. Có đẹp rồi. Có đẹp rồi. Có đẹp rồi. Và hai à, bài này là bài Những đứa con từ trên trời rơi xuống. Đấy, trong bộ phim Những đứa con từ trên trời rơi xuống. Dài đấy. Do Winner V336 thể hiện. Yeah. Trời ơi. Ủa chị biết học ơi. Gà nhà hơi nhiều chị hả? Và phần lời rap cũng do Winner V336 viết luôn. Yeah. Xin mời, Winner một điểm. Bài tiếp theo là Không cho việc thi chọn. Ba, hai, một. Hay quá. Cái này có chồng chị đóng nên chị mê lắm. Oh. Anh Trịnh Thăng Bình là chồng chị. Oh. Đây là bài gì 30 quên rồi. Tâm sự. Tâm sự tuổi 30. Yeah. Trong phim ông ngoại tuổi 30. Anh Trịnh thích cái phim này hả chị? Ủa chị nhân đúng chồng chị ạ? Đúng rồi em, chồng chị đó. Hài đứa Yosuga chồng chị. Ủa có không? Ủa có không vậy? Ủa có không vậy? Không được, cách xác minh hồ cái đây. Xin mời Kenji. Hãy không như người đã lớn. Hỡi những đứa trẻ em nhớ. Em nhớ. Chị nhớ sai rồi. Em biết chắc chị nhớ sai. Ba. Chưa đến. Mất lượt. Vậy chớ. Tôi chế tài cao à? Ơ chứ. Ừ, tôi chế tài cao. Không đúng rồi. 3, 2, 1. Không phải. Xin mời Hana. Ba khúc. Đây là bài Never Give Up. Đó, chị nói đúng rồi. Chị nghĩ trong đầu. Đây là bài Never Give Up trong phim La La School. Season 3. Season 3. Season 3. Sao ai đâu? Nghe người nghe. Thôi rồi, sao đóng nha mọi người. Bỏ nhân ơi. Ok, mọi người tiếp tục đi. Má phải nghĩ. Chị nghĩ đúng rồi. Sao hôm nay thấy nhạc nhạc nhà mình không ở nhà tốt kìa. Ngại quá. Trời ơi. Mất luôn. Mất luôn. Mất luôn. Thôi. Ủa? Tôi chỉ là người đàn á đúng rồi. Nói chung là câu này em cũng là một đấng nam nhi, em xem phim này rất nhiều rồi. Nam nhi thôi nói chung là chị không làm được việc đấy thì để em làm. Chị thất vọng em ghê luôn. Là bài Let It Go trong bộ phim Frozen. Không ạ, chị đừng bắt lấy mặt. Mọi người có ai hát được không? Mình phụ họa cho. Em xa nè chị. Ok, chị hát đi. 2, 1. Let it go! Go! I'm one with the wind and the ground. Go! Let it go! Cái gì let it go có tôn nhẹ lên. Cái bộ phim này mà có khúc tiếp theo. Hôm nay chị Tin Nga đã được một điểm. Đúng rồi, lúc ăn xong mọi người cần phải thải năng lượng. Cho DJ nói kìa. Hôm nay em nghĩ là ít người biết nè. Con gái mẹ đừng cắn. Hôm bữa về quê em chị mới cho chị nghe xong. Không biết tên bài thôi nhưng mà nhớ tên phim. Phim gì vậy? Con gánh nào nuôi mẹ hả? À không phải, phim Lọc Mặt. À, xin mời Hana. Đây là bài Gánh Mẹ trong phim Lọc Mặt Nhà Có Khách. Ôi trời ơi, hôm trước vừa xem xong. Hay quá. Cuối đúng không? Đúng rồi, cảm ơn chị đã mở cho em nghe bài này để có thể em có thể trả lời được câu này. Nó vô đi thi hoa hậu á mấy đứa. Trời ơi, hoa hậu luôn á. Đó tên là Hana. Vô đi thi hoa hậu. Trời ơi. Xin mời Kim Dịch. Đời khiến anh chẳng còn nhiều. Trời ơi, cái bài này công ty mình mở 10 ngày, mở cả ngàn là không biết tên bạn. Ta yêu sai hay đúng. Còn thế nào là ơ. Sao vậy?
không biết. Em biết người bất tử đó nhưng mà người gì á? Bài tên gì đó? Gì còn còn biết gì đó? Bài bất tử. Còn chưa đến sao? Chưa đếm. Rồi mất lần. Nhưng mà em có thể nhắc cho mọi người, em thương ai ở đây nhất thì em có thể nói. Không, em chỉ còn đếm thôi, chị biết em à. Còn gì nhắc em? 3, 2, 1. Thôi, anh đếm đi chứ. Tôi đếm được. Trả lời. Kính thưa mọi người, đây là bài ngày chưa dân bảo trong phim. Đúng rồi. Người bất tử. Dạ, chính xác. Oh. Yes. Hay quá nào ơi. Trời ơi, ngồi đây mà chị cứ bảo. Trời ơi, ngồi đây. Tiếp. Cái nhà anh đúng không? Dạ, dạ, dạ. Cái nhà anh không vậy? Ủa, cái nhà luôn hả? À. Để biến tập thôi, chị biến tập. 3, 2, 1. Bài này là bài cô nàng ngủ ngáo trong bộ phim Gái già lắm chiêu. Nhầm. Em cố tình nha. Cô nàng ngủ ngáo trong... À, cái gì? Đây là nhạc. Cô nàng ngủ ngáo trong phim Những cô nàng ngủ ngáo. Hai nữa. Lời cuối cùng, xin mời Kira. Cô nàng cô nàng ngủ ngáo trong phim. Trong phim Gái xin lỗi lại. Hay quá, chính xác. Vậy là đã kết thúc vòng 1. Và trên tay tôi đang là kết quả. Người đang giữ vị trí cao nhất đó chính là Hana Mô Tân. Rồi, biết luôn. Xin mời Hana. Chúc mừng. Hoa hậu đó. Mệt ghê. Hờ Hana. Vâng. Và người đang giữ vị trí thứ hai đó chính là em út của chúng ta, Kira Kira. Là chị Kim Nhã giữ vị trí số 3. Và Việt Thi, Gina và Winner cùng điểm nhau. Chúc mừng. Và mình sẽ chia đội như sau. Hana có điểm nhất sẽ về chung với cả Kira và chị Kim Nhã. Xin mời, mọi người đổi chỗ. Chào chị. Đó, được rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai được mang tên Crazy Chain. Bây giờ đã xong. Trò chơi đầu tiên của vòng Crazy Challenge có tên gọi là Crazy Challenge. 1, 2, 3. Dễ quá trời luôn. Thường á thì mọi người sẽ bỏ từ tì vào cái gì? Tay. Nhưng bây giờ mọi người sẽ bỏ từ tì, sẽ bỏ từ tì. Chân cho mọi người kéo được. Bằng mồm. Bây giờ thì sẽ có những cái gọi là cái key ấy cho mọi người biết. Kéo đúng không? Mọi người sẽ làm mồm như sau. Là cái kéo. Bao. Ok. Búa. Okay. Ok, rất đơn giản đúng không? Sẽ có hai mặt ở đây, một đoạn đối thủ ở bên này và đối thủ ở bên này. Có hai đội sẽ được che. Mọi người sẽ phải giữ cái khẩu hình đó. Khi nào MC giật cái khăn xuống, chúng ta sẽ biết kết quả. Ok. Thì sau khi mà kết quả xong ấy, đội nào mà thua ấy, người nào mà thua sẽ phạt tại chỗ. Hình phạt sẽ do MC quyết định. Rồi á. Chắc không gọi là những cái đồ nó không nhẹ nhàng đâu. Hình phạt cũng rất là căng đó. Nên mọi người hãy cố gắng nha. Ok, trò này mày. Ok. Vậy thì hai đội, người nào sẽ thi trước? Chị. Thôi. Đội. Chị. Khách mời cho đang mới đến. Chị. Một. Hay quá. Ủa, hay quá. Đôi bên kia tưởng đôi bên kia. Đôi bên kia đúng rồi. Thôi nào nhớ. Trả luôn. Rồi 3, 2, 1, 1. Giống nhau, đó chính là hôn nhau luôn. Búa. Và vòng chơi này tỷ số đang nghiêng về đội xanh lá cây. Mọi người thấy được trò chơi này như nào, thú vị hơn là phải đôi si tay không nữa. Và thì sau cứ mỗi đôi tay đêm hôm rồi, sẽ cùng tỷ si bằng nhựa nhé. Nào, tỷ si nào. Bây giờ thì xin mời đội thua đứng ở bên này, đội thắng có thể nghỉ ngơi. Ok, xin mời mọi người qua bên trong. Biết hiểm quá. Ủa là phạt rồi hả? Chết.